ơi, anh có thể khép cái nắp anh xuống được không? Trời, mới đặt có hai cái mà chụp lên đồ quá. Nặng quá, anh không biết là ai sẽ hợp với những cái này nữa. Ôi, cái cổ ăn trống nè. Trời ơi. Rồi, đưa đây vô cho. Trời ơi, còn cái này nữa. Không biết đeo cho ai bây giờ ta. Trời ơi, cái tai em cũng trống. Trời ơi, nó hợp với em từng cm luôn đó em ơi. Cảm ơn anh. Từ ngày quen với anh em không được gì ngoài được vàng dòng nữ trang ngọc xoàng kim cương hết. Anh cũng xin lỗi em lắm chứ, anh cũng không biết cho em gì khác nữa. Tất thì bây giờ mình cào cấu nhau đi em. Ngày hôm đi anh.